Trời đất ơi, Liễu, làm gì bà? Gì vậy? Sao giờ con ngồi đây bà? Giờ này không lẽ không ngồi đây, lấy đi cho lấy đi ba chơi mẹ. Ủa quên gì rồi hả? Gì? Rồi bữa nay đi đám nhạn bích đó. Đám nhạn bích? Ủa đám gì? Trời đất ơi, sinh nhật bích hả mày mẹ hả? Chứ mẹ có nè, có thiệp ở đây nè. Chết trời quên ơi. À sinh nhật của mít đúng không? Đúng à. À cũng như con ngồi đây chảy tóc nữa, chưa có làm gì xuống trễ rồi nó mời chết giờ rồi. Sinh nhật nó thì bình thường thôi, liên quan với tôi đâu má. Ủa trời, hôm bữa hả đám người ta đi đám nhà nó được, xong rồi bữa nay ta mời nó nói gì đó, người kỳ cục chứ trời. Bình thường mà, bộ không đi đâu, hai bà đi bởi rồi sao không đi, đúng để kỳ cục vậy, có tiền cái gì. À, không phải chứ sao, đồ đạc đâu đi, phải thấy tôi có đồ đạc gì đâu. Trời ơi, vô kiếp đại đồ nào mặc đại đi, em gái mà không có đồ được cái đầm ở nhà thiệt á. Tôi nói cho bà nghe, bây giờ mà xách xe chạy ra tới chợ mua cái đầm được cái nhờ về rồi trễ giờ bà. Liễu ơi, tao cũng mặc cái đầm cũ nè chứ có mặc đầm mới đâu. Vậy nè, mặc đại ít nhất bà cũng có đầm cũ à bạn, nhà tôi toàn đồ bổ mà. Đồ bộ đi, mặc đồ bộ đại đi, đi vô trọng đi. Nói nghe nè, đi rồi chiều nay chị em mình đi shopping luôn, đi chơi nữa. Trời ơi, lâu lâu chị em có buổi hội tụ nhỏ này, đi vô thay đồ đi, chị tha tay với bà Sáu ngồi đợi. Không có đồ, không có đồ, bạn làm biến đi, nó có đồ. Trời ơi, vô thay đại đi. Hay ra dẻ quá, đi vô động hết rồi vậy đi. Đồ bạn má chơi mệt quá. Bây giờ đi không? Bây giờ đi không? Bây giờ đi không? Nói đi á. Mày Bích tới giận mày là rồi đó. Nghỉ chơi với mày thì lúc đó có năng nghỉ nghe. Thôi, trời mệt quá trời mệt rồi. Để kiếm cái đồ bạn coi. Biết có đồ bạn không nữa. Ê, mày nói nghe nè. Cái để mặt mộc không mất sức. Thôi khỏi trang điểm đâu. Khỏi trang điểm, tao cũng để mặt mộc nè. Tao có tô son đâu, bà Sáu mà còn tô son chứ tao cũng tô son luôn. Vậy không sao, tô son với bà mặt mày mà. Ngồi qua bển ăn rồi cái cũng tô son rồi tô chi. Nhà có son cho bà mượn cái son ra đi. Khỏi make up nha. Khỏi đâu. Mặt mộc luôn đi. Trời ơi, qua cái về gã không có đồ bạn, không có đồ đạc gì bạn cũng chơi mũi ngủ hoài. Đi rồi chiều nay. Em nghe. Ồ, đi bên kia trai nhiều lắm bạn. Ôi bà hay vậy quá bà. Rồi bà không ra son hả? Không, mà qua bển ăn mà. Mà con nhỏ này nó làm gì mà lâu dữ vậy trời, làm gì cả tiếng hồ luôn. Xong chưa Liễu à? Xong rồi má ơi. Mà đạp cái gì mà cái gì vậy? Thanh thần thiên trùng ơi. Ê đẹp không, đẹp không? Trời đất ơi, là trời, mày đi ăn sinh nhật đó Liễu mà mày làm gì? Ủa không, mày đi đi quà không hả? Đâu có đâu quà hậu gì đâu. Ê, cái này mới làm có xương xương thôi hả? Trời xương xương của nó kìa bà. Trời ơi, xương xương của mày đó hả? Không, cái này cái đậm bình thường mà. Quá trời bình thường rồi ha. Thôi, nó nghe nè. Ở quên em quà cái cánh đồ sao đâu. Đi giùm cái trễ giờ rồi bà ơi, đi giùm cái. Ủa nó cũng được mà. Nhanh đi bà ơi, đợi bà đâu, bà chắc hỏi rửa chén quá à. Nó hơn chủ tiệc luôn á. Ủa? Gì? Bà nói nghe nè. Vụ gì? Em tha tí son được không? Cái môi em chưa có đỏ lắm. Không. Cái môi mày chưa đỏ không? Không. Không có miếng đỏ nào hết trơn. Tại vì không có son, em chưa đến son luôn á. Nè mày coi cái ghế này nè, nó đỏ hơn ghế nữa. Được rồi bà ơi. Đi nha bà. Đi bà nội ơi. Mà cái thay ao được không? Được rồi, được. Nhẹ nhàng rồi. Không mấy mình tháo dương miệng để nhà được không? Tháo đâu được vậy. Trời ơi, cái hương miệng này nó đi chung với cái áp thiết nên là bồ đồ luôn, nó có tháo được. Thôi, nhanh đi, ta đại bản nè, đại bên nhà hàng bản kìa. Nghe nè, đặt taxi đi ra nhà hàng nào đặt đi. Nhà hàng gì? Nhà hàng gì bà? Chứ không để nhà hàng ở đâu mà nội. Nhà trọ, Bích. Trời ơi, con Bích nó đại nhà trọ. Trời ơi, cánh thằng điên đụng ơi. Ở nhà trọ. Ừ. Dữ vậy sao? Ủa chứ mày nghĩ đi hả, công nhân với nhau không, hôm nay nó đãi nhà hàng. Tùy nó mà đãi. Trời ơi, thôi bây giờ mà đãi nhà trọ á. Đấy mẹ nó nhà hàng chứ gọi gì. Sao hồi sớm nhà hai bà không nói đãi nhà trọ. Mày có hỏi đâu nói. Rồi mày không coi trong thiệp hay gì mà mày chết người ta. Tôi qua con mẹ trong đây tôi biết đâu. Rồi giờ sao? Đi chứ sao giờ trễ giờ cũng phải chú kén á. Đây tôi ghé chợ đi, nhớ ghé chợ đi mua cái bánh kem đó nha. Rồi ơi. Ôi. Ôi mệt ghê thiệt luôn á. Đi. Thiệt chứ. Xương xương của nó đó. Trời ơi. Trời ơi. Thơm xót. Em phá cửa giùm nha. Ừ. Rồi đi nè. Nắng đấu nữa thì làm lộn rồi. Dắt cái nằm cho cố vô chi vậy, vô trước đây. Nặng muốn chết luôn. Đã xíu, đã xíu. Trời ơi. Đông vui quá. Trời ơi. Ủa chị Liễu. Chào mấy cưng. Chào chị, ngồi chị ơi. Hello. Hi, chào. Trời ơi. Ủa là trời. Em chưa.
gì vậy? Dạ? Chị ơi, em ơi, cái cửa gì có chút xíu gì nè 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 nè. Chị gửi qua tới nhà nè. Trời ơi, cảm ơn chú nha. Ai còn sáng nha. Lần sau đãi nhà hàng đi chứ đãi nhà. Trời ơi, chị đúng nói nhà hàng. Ủa? Thầy đòi hỏi. Do kinh tế của tôi thôi bà ơi. Chị cho mệt thôi. Ờ, sao? Chị cho cực. Trời ơi, cái bộ đàm ngay luôn không? Rồi con này né né, cho chị để cái đàm mới coi. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Anh Tâm. Gác cái đầm của chị giờ em. Đây nè. Bà quắn qua chị nè đó. Chi mà giác cái đầm như cái mền chứ. Giờ anh hóng mà nó vừa nặng quá. Trời đổ mồ hôi, em đã nghe rồi. Bà hồi đó anh đổ mồ hôi quá trời đổ mồ hôi. Bà giới mai à. Bà giới cho liễu đi. Quá trời đi đám hả? Bà cái kìm tiếng kìm xa nó trọt trọt cho người đó. Ai mượn mày giác cái đầm này. Nó hứa là chết luôn. Ủa chưa dọn luôn hả? Chưa chưa dọn đi em. Chưa, em đang đặt đồ ăn, cái đang làm cái chở đó. Vậy hả? Anh trai giờ nấu nhà đi. Thì nấu không có được, cái nhà có đồ đồ nấu. Anh chưa có nước cho tao uống cái trời. Đợi xíu đang đặt luôn mà. Tủ lạnh nó uống đỡ đi bà. Ôi. Coi còn nhiều nữa. Nó nghe rồi mà cái đầm khó thở quá. Trời ơi, ai muốn ai hành mày đâu. Nè nước. Đó, không có đồ bạn rồi, cứ kêu đi đi hả? Không có đồ mà tới chừng bận mà bận còn hơn tao rồi, vô miệng đồ đèo nữa kìa. Bữa nay chị Liễu đẹp mà. Đẹp không em? Đẹp mà, chị Liễu đẹp nhất rồi. Không, mà sớm chị đặt thứ bằng cái đầm nuôi cá. Mà cái đầm nuôi cá nó mới 8 lận. Sợ ra nhà hàng quá không nổi. Cho nên là lấy đầm này cho mặt nó nhẹ nhàng. Người ta mời thì dạ. Chúng ta không nhận được lại đâu. Đồ điện mà nhẹ nhàng đó hả chị Liễu? Nhẹ nhàng đó em. Trời ơi. Cái đầm kia chị tính đính tới 8kg không? Sợ ba cái hộp này lên. Chị sao? Ủa? Chưa có bánh trái gì trơn hả? Chưa. Đang đợi thôi nè chị cũng không có gì hết trơn á nè, chị gọi em mà quà sinh nhật nè. Trời ơi, em cảm ơn chị Tám nè. Em tặng chị túi sách nha, tại đi gấp quá không có quà. Dữ vậy sao, sang chảnh quá ha. Quá trời quà luôn hả? Ủa ai cũng tặng trơn sao Liễu không tặng gì trơn vậy? Ủa mà chị Chính tặng gì hả? Chị chuyển khoản rồi. Mà chuyển khoản hả? Mà nói chung là thực tế em ơi, cho con bé nó thích gì để mua đó thôi. Ủa mà chuyển nhiều ạ? Chuyển nhiều ạ? Ủa chuyển nhiều chuyện của chị với nó thì tự nhiên. Bà hãy hỏi quá à. Bà cũng hỏi theo. Bà hỏi cho ai? Bà Chính mới chuyển 100 ngàn. Anh giá thấp tao quá ha. Anh giá thấp quá ăn liệu. Chứ có tiền đâu mà đi nhiều. Trời ơi, cách này không có gặp lại bà Liễu. Trời ơi, cách này vàng đeo cỏ đỏ người luôn mấy chàng. Giả không? Thì có bao nhiêu đâu em. Thì tháng vừa rồi chị sắm xương có 2 cây 8 thì nhiêu. Hồi đó tôi nói bà Chính với bà Sáu nghe đi ra ngoài tiệm điêu tôi ăn á. Còn thiếu lên nếu xuống giờ á, có vàng đeo không thèm ra ngoài tới tiệm tôi ăn luôn. Cái gì thiếu? Hả? Mày có tên là tao quốc chiếc guốc này cho tôi mỏ mày không? Đó, bà thấy chưa? Lúc đó ta nghèo. Hồi đó là không phải đâu em ơi, tại đó chị tiền ăn uống riêu của 15 ngàn bị trả tầm 500 kỳ quá cho nên chị không muốn trả chứ. Đấy cái này tiện quá, hồi lau nước mắm được. Ai kêu gì ngoài ngoài cửa kìa? Kêu liễu liễu gì đó. Ai kêu gì kìa? Ai vậy? Dạ, chào bánh kem. Bánh kem. Ai tặng? Quá. Sinh nhật em út có một ngày một cho nên là chị cũng phải đặt cái bánh kem chị tặng em chứ. Nói chung là tuổi mới chúc em sinh nhật vui vẻ, tiền vô như nước, tiền ra mầm. Tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê nhỏ tọt vậy. Hay quá. Dạ, dạ, không có mình sinh nhật trước đi rồi đợi anh tới mình ăn sao. Đúng rồi. Dạ mình hỏi nến trước đi. Đúng rồi. Hỏi nến không sao em, chị nói em nghe nè. Dạ. Cái này đi xíu á, cái này chị tặng riêng cho em. Dạ. Đi xíu em bỏ tủ lạnh xong rồi xíu về nhà mọi người khách gì hết rồi sao em vui em ăn nha. Thôi sẵn vậy rồi. Không sao, đi xíu mình ăn sao, cái này tấm lòng của chị tặng em mà. Chứ giờ mừng sinh nhật không có cái để mừng nè thì sao cứ bắt nghe rồi. Xíu giờ mình ăn sao không sao hết. Thôi mẹ cho mấy chị ăn chung với em cho vui nha. Bà sang chậu. Trời đất quỷ thần ơi, cái bánh kìa. Ủa, cái này là bánh kem hay là cái bánh bông lan gì? Cái gì giống cái núi như vậy trời? Cái gì vậy ta? Cái bánh kem đó chị. Cái tiệm nào bán cho mày nói tao né rồi liệu. Ai làm gì thế gớm vậy? Sao mà tính ra rồi hả? Giống liệu ghê luôn á nè, nội dưới miệng nữa. Không, cái kiểu này là em phải về phải nói lại thằng bánh kem cho nó chạy xe chắc nó chạy kem. Phải không? Ừ. Hay là mày làm? Chưa có đâu. Nè cái này chạy xe nóng kem chảy kem của ta nè. Không có chảy luôn á chị. Không có chảy luôn. Trong đây không có miếng kem nào luôn. Má ơi đi về má.
chảy kem cái này nó nằm chơi nó chảy, nó chảy xuống đây mặt đây nè. Nó chọn mày hôm nay có biết mà biết là tương tốt không biết là tương tốt. Thôi em cắm ngoại đi. Ok rồi, rồi. Ở trong đây không có dao hả ba? Có dao không? Có mà. Cái dao đâu rồi? Đâu có thấy đâu? Cà có. Cái còn mà nghe xôn xôn cái miệng lên nè. Trời ơi. Thôi có đỡ không? Bỏ vô anh đi. Nhìn nó kêu chú gấu là ngỡ đảo quá. Gấu gì? Rồi miếng đi. Thở ra nó luôn. Ôi chị không biết nà nà sớm nè, chỉ đặt đèn cây. Ôi đèn cây nhưng mà thật sự không biết em nhiêu, chỉ đặt số 42. Hả? Nó già cái tuổi em quá thì nhiều đặt luôn. Nhiều 24 tuổi. Ừ, cái gì nghĩ đặt luôn em thôi, nói chung là bánh kem cũng vậy phải không? Ok, đây để lấy đèn cây cho em đốt nha, chị có sự tủ sẵn luôn. Dạ dạ dạ. Rồi giờ đèn đâu đốt chị? Ôi, không mà chị có thủ sẵn cho em luôn nè. Có đây luôn hả? Trời ơi, bà ta chưa đáp đi con gái. Tại vì không quẹt nè. Rồi ok, rồi nè đốt đi. Ủa cái gì? Hả? Cái gì vậy bà? Không, nhang này nhang khói em. Ủa, lộn. Cái đèn cây khói nha, đốt đã lắm. Ok em nha, em cứ đốt lên nè. Trời rồi, gì cũng được đó hả? Tại đó cái ok, cầm bánh kem, cầm bánh kem giùm chị em. Đó, ok, nghe bắt đầu cắt một chó coi quỷ. Tắt coi. Ôi. Rồi nè, ướt cho thổi đi bé ơi. Rồi đúng nha. Đúng quá trời. Được rồi, ok. Rồi tôi thấy ghê quá. Rồi, ok, thổi đi bé. Thổi đi. Thổi đi. Rồi, tiếp xe được rồi. Happy birthday bé yêu. Ơi. Để cho chị nè. Cho chị làm gì? Thôi cắm ngoài đó đi. Rồi. Rồi. Ở trong đây không có dao hả ta? Cái dao không có mà. Cái dao đâu rồi? Cái dao đây cắt cái dao. Đi cắt cho em. Trời ơi, cắt cho không sao đâu, cắt được. Em cắt cái bánh kem nghèo, cái bánh kem này. À dạ, ờ. Dạ, 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 rồi, cái bánh kem cho nha. Trời ơi. Rồi, cái này có bà chính nha. Ừ. Ừ. Chị nhiều kem nha. Rồi ok, chị nhiều kem. Rồi, cái này có bà Sáu. Rồi, nhìn bánh đúng hấp dẫn nha. Ngon quá hai bạn ha. Dạ thơm rồi ha. Rồi ok. Rồi bé đi chén nè. Rồi ăn cái bánh kem này ở đứt tuổi luôn. Này mập mập cho nên ăn ít thôi. Sao ừ đúng rồi, mập ăn ít thôi chứ ăn cái gì cho mập. Ôi chắc chị Liễu ở nhà chắc cũng có buôn bán nè, sắc sao đều gan mỏng lép như nhau à. Rồi cái này của em nha. Trời ơi bữa nó bán thịt nó thắt còn mỏng hơn nữa, nó còn hơi hơn. Không mà cái vụ cắt này chị gần lắm em, không sao nữa. Rồi ok. Cái em ngọt liệm luôn kìa. Rồi tôi bé Trang kìa. Cái này có bé Trang nha, bà chơi bà tám nha. Đây. Trời. Tôi bán kia mà tôi sắc miếng thịt chưa mỏng loại bả luôn á. Không sao đâu, còn cái này là để cho chủ tiệc ta. Trời ơi, chú ý lấy cái vị thôi. Đúng rồi, cái này cho chủ tiệc mà. Mình ăn vui vẻ. Giờ sớm, biết sao là sớm chị mua cái bánh kem bự quá. Dạ. Rồi xong sợ ăn không có hết, bỏ uổng biết nhiêu cái trường hợp là ăn hết bỏ nó không tội chết. Ừ, đúng rồi, ăn cái này ăn đi xíu mình ăn đồ ngọt. Dạ. Đúng không? Xíu mình ăn đồ mặn sao? Đó. Ok, cái này kiêng này là dành cho tiệc. Cái này là phải dành cho tiệc. Rồi ok, đây mình bữa lũa em. Mà khỏi đi. Thì tự xử được. Rồi. Rồi, cái này của em. Cái này của em hả? Không, cái chén này em. Em. Thôi ăn chung với bé này đi. Rồi hai chị ăn chung đi. Ủa cái này. Ủa, chén đâu ta? Ủa hết chén em. Hết chén hay gì đó Liễu ơi. Chị ơi. Em nhà em có em mình lên à, chén đâu nhiều, có mấy cái. Bây giờ sao không có chén gì thôi. Sao giờ? Không sao đâu, cái này em ăn được. Dạ. Là vậy luôn hả? Không sao em lấy ra trước chứ đừng có ăn hết trơn miếng này đâu. Ờ người ta lấy ra bà để lấy ra. Ủa hồn. Mà khó gấp quá ăn mẹ đi rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ngon ha, ngon. Bà mua xong cái bà ăn vậy ai ăn nữa. Mày sẽ ăn luôn á. Lâu này đút tôi miếng nào không? Thôi bà ăn luôn. Ăn đi. Tâm nhìn sang trọng mà ăn gì kỳ chứ không á. Thôi đi kệ đi. Sao rồi, điện đồ ăn sao rồi? Nè, dạ xíu nó đang vào đó. Ừ, cứ giờ lẹ đi, cứ giờ lẹ. Đang vào sắp tới rồi. Kêu nó giờ lẹ đi, chị ăn xong cái chị về nè, thì còn công chuyện ở chồng có con gì nữa. Bà ăn cái này xong đi rồi lên đồ ăn. Ok, nhanh đi chứ. Chỗ này ăn nguyên cái nó nồi. Ăn với em, ăn gần đi hả? Dạ rồi. Non quá, chị ăn đi. Nhiều kem nha, hơi béo nha. Trời ơi, mua cái bánh 20.000 với 10.000 kem chứ. Gì vậy? Không phải. Ê, nữa cái bánh này 300.000. Trời ơi, bánh. Phải không à? Thiệt. Tôi cũng nghi là cái bánh này hả? Bánh bông lan thường ăn đó em. Bánh bông lan cũng đang ăn Mỹ đó chị. Nơi mắt bánh nó mềm xốp. Thôi bỏ qua chị nói đi. Lên rồi ăn đi chứ quá chị đợi lâu rồi. Ồ đang bắt đầu ăn. Gấp quá hay sao? Gấp quá thì về trước đi. Để chị đi vệ sinh cái thiệt luôn á. Ê đừng có ăn cái bánh của chị nha, chị để đó nha. Vệ sinh đâu vậy? Đó đi. Đi nhớ cầm xuống á, chú có dùng miệng rồi đó.
Trời ơi. Sao mình quá trời quá trời. Sao mình sang trọng cái keo sao mà cái nước cũng xỉ như vậy. Cái bánh này là có 5.000 bánh bông lan còn em nói cũng qua xíu đâu, đừng có qua gũ nữa. Ờ sao bà gũ bán làm chi vậy? Ai mà biết đâu đâu hả? Chính đâu là mít mít ấy mời rồi bắt đầu mình cũng gũ chị em vui mà ai ngờ có biết đó có làm ô về vậy đâu. Ờ nó khỏe người làm sao đó. Ủa mấy chị nói gì em vậy? À, nói là đi khai cái bàn ơi đó bà ơi bữa nay chị Liễu lấp lá lấp lánh quá chứ sao em ơi mọi năm nó hơi nặng quá.